Địch Đại Nhật Ba vô tình thừa nhận đã về chung nhà với Dương Dương. Địch Đại Nhật Ba và Dương Dương luôn được dân tình đẩy thuyền nhiệt tình vì quá đẹp đôi. Không chỉ sở hữu ngoại hình cực phẩm, Địch Đại Nhật Ba và Dương Dương còn là hai đỉnh lưu lượng đình đám của Cbiz. Màn kết hợp của cặp đôi Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh từng gây sốt màn ảnh nhỏ suốt một thời gian dài. Đến nay, Địch Đại Nhật Ba và Dương Dương vẫn được rất nhiều người hâm mộ đẩy thuyền đến với nhau. Kể từ sau khi hợp tác chung, cặp đôi này liên tục vướng vào tin tức phim giả tình thật. Lúc thì lộ bằng chứng hẹn hò, khi lại mặc đồ đôi khiến công chúng ngày càng khẳng định Dương Dương và nàng mỹ nữ Tuân Cương đang ở bên nhau. Thậm chí mới đây dân tình còn tìm thấy bằng chứng Địch Đại Nhật Ba ngầm thừa nhận đã về chung nhà với người tình màn ảnh. Cụ thể trong một bài phỏng vấn trước đây, MC đã hỏi Địch Đại Nhật Ba rằng sẽ làm thế nào khi cả hai xảy ra xung đột trong chuyện lựa chọn trang phục. Ngay lập tức nàng mỹ nữ Tuân Cương đã hỏi lại rằng tôi và Dương Dương sao? Thế nhưng MC trả lời là Stanis. Nhiều cư dân mạng cho rằng việc Địch Đại Nhật Ba đã nói hớ, đã vô tình tiết lộ mối quan hệ đáng ngờ của cô nàng và Dương Dương. Bởi lẽ nếu chỉ là đồng nghiệp, Dương Dương sẽ không chen vào chuyện chọn trang phục của người khác, đặc biệt lại là bạn diễn nữ. Đây là bằng chứng cho thấy cặp đôi Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh có mối quan hệ không tầm thường. Tuy nhiên cũng có cư dân mạng cho rằng vì trước đó đang nói về bạn diễn Dương Dương và phim Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, vậy nên Địch Đại Nhật Ba mới hiểu nhầm. Nếu thực sự hẹn hò, cặp đôi sẽ công khai, chứ không giấu giếm người hâm mộ. Bên cạnh đó cả hai đều trong giai đoạn phát triển sự nghiệp nên sẽ chưa tính đến chuyện yêu đương quá sớm. Hiện việc Dương Dương và Địch Đại Nhật Ba có thực sự hẹn hò không vẫn là chủ đề thu hút sự quan tâm rất lớn từ phía công chúng. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.